Phương Lan bất ngờ lên tiếng xin lỗi. Phương Lan nói rõ về mối quan hệ hiện tại với Nam Thư và Minh Dự. Trong những ngày qua, chồng diễn viên Phương Lan tố một số nghệ sĩ có nhiều bê bối đời tư, chèn ép bắt nạt đàn em ở một sân khấu kịch đang thu hút sự chú ý khán giả. Cho đến chiều ngày 5 tháng 10, Phương Lan đã lên tiếng sau chuỗi ngày chồng gây xôn xao cổ mạng. Lời đầu tiên, người đẹp gửi lời xin lỗi chân thành đến quý khán giả, những người liên quan đến nhiều màu vừa qua và sân khấu kịch nơi cô gắn bó từ khi mới ra trường. Nữ diễn viên hiểu rằng những chuyện cá nhân đã ảnh hưởng đến tập thể và gây phiền lòng cho mọi người trong những ngày qua. Cô chia sẻ thêm dưới góc độ cá nhân, em Minh Dự, anh Hoàng Phi, chị Nam Thư cùng anh chị bạn bè đồng nghiệp khác, mối quan hệ của chúng em vẫn tốt đẹp. Phương Lan hy vọng khán giả có thể hiểu và thương cho cô. Dưới góc nhìn khách quan và đa chiều, em vẫn tin rằng sự yêu thương này vẫn còn tồn tại và niềm tin của mọi người sẽ luôn ở đây, luôn đồng hành cùng em. Một lần nữa, em xin cúi đầu biết ơn và xin lỗi mọi người. Trước đó Phan Đạt không giấu khỏi sự bức xúc khi chính bản thân bị chèn ép, nhưng vì muốn Phương Lan có thể làm nghề nên đành im lặng. Anh được cho là đã ân ý chuyện bản thân và bà xã có dấu hiệu rạn nứt vì tác động bên ngoài khi làm nghề. Tôi đã mất một mối tình 7 năm, thậm chí tôi không nhận ra các bạn đã làm gì với vợ tôi. Mà mỗi lần về nhà tôi không còn thấy vợ của tôi hồn nhiên như trước, thú thật tôi hận các bạn nhiều lắm. Về phía Phương Lan, trước đó khi phóng viên Sao Ta đặt ra câu hỏi về những bài viết gây xôn xao cổ mạng của Phan Đạt, cô đều khéo léo từ chối và nói rằng sẽ chia sẻ vào thời điểm thích hợp. Theo nhiều khán giả, kể cả bài viết mới nhất của nữ diễn viên thật sự vẫn chưa đủ thông tin thỏa mãn công chúng. Có người còn suy đoán cô đang nắm giữ nhiều câu chuyện khác nhưng chưa công khai với khán giả. Trong thời gian hẹn hò, Phan Đạt từng sẵn sàng nghỉ công việc văn phòng để làm quản lý cho Phương Lan phát triển sự nghiệp diễn xuất. Cả hai gặp không ít khó khăn khi cùng nhau theo đuổi con đường nghệ thuật. Cho đến nay, cặp vợ chồng đã có một số thành công nhất định và lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh. Nhiều khán giả đang trông ngóng câu trả lời thỏa đáng từ Phan Đạt và Phương Lan về những câu chuyện vừa qua cùng nghi vấn rạn nứt vào một ngày gần nhất. Trên trang cá nhân, mới đây nam ca sĩ Siêu Thứ Kiệt thu hút đông đảo sự chú ý từ cộng đồng mạng khi đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đặc biệt. Theo đó, khi có mặt tại một cửa hàng trà sữa, thì ông xã của Buka đã bất ngờ gặp một nghệ sĩ piano khá nổi tiếng trên nền tảng TikTok. Cả hai đã lập tức nhận ra nhau. Sau đó, nam nghệ sĩ piano này đã chủ động mời Siêu Thứ Kiệt kết hợp cùng với mình trong một tiết mục ngẫu hứng. Nam ca sĩ lập tức đồng ý. Sau vài giây suy nghĩ, nam nghệ sĩ này đã điểm một vài nốt nhạc của ca khúc Không Thể Yêu Ai Được Nữa, bản hit đình đám của Siêu Thứ Kiệt, sáng tác bởi Mr. Zero. Cả hai đã mang đến những tiết mục ngẫu hứng, không thể yêu ai được nữa, đầy ăn ý ngay tại cửa hàng trà sữa, khiến những khách hàng trẻ có mặt không giấu được sự bất ngờ khi được thưởng thức tiết mục cực mãn nhãn đến từ hai nghệ sĩ nổi tiếng. Không chỉ có những vị khách trong cửa hàng trà sữa, mà màn thể hiện của Siêu Thứ Kiệt và nam nghệ sĩ piano này còn thu hút sự quan tâm, chú ý của nhiều người dân gần đó. Ông xã của Buka nhận được nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng vì khả năng hát live ổn định, cùng tính cách thân thiện, hòa đồng với những người xung quanh. Trong số biết việc, Siêu Thứ Kiệt hoạt động song song ở hai lĩnh vực là ca sĩ và diễn viên. Ở lĩnh vực ca hát, Siêu Thứ Kiệt từng cho ra mắt một số sản phẩm âm nhạc. Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, Lâu Rồi Sao Vẫn Chưa Quên, Không Thể Yêu Ai Được Nữa, Yêu Một Người Sao Anh, Không Thể Chạm Được Em, nhận được hiệu ứng tích cực từ khán giả. Bên cạnh đó, Siêu Thứ Kiệt còn rất năng suất tham gia các game show truyền hình, giúp duy trì cái tên tuổi. Những năm gần đây, Siêu Thứ Kiệt được nhắc đến nhiều sau khi kết hôn với nữ diễn viên Buka. Cả hai cùng trở thành cặp vợ chồng trẻ, được nhiều khán giả yêu thích. Mặc dù sở hữu ngoại hình điển trai, cùng giọng hát ổn định, dễ nghe, nhưng cho đến hiện tại, sự nghiệp âm nhạc của Siêu Thứ Kiệt vẫn chưa tạo được nhiều dấu ấn trong lòng của khán giả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức của kênh Bật Mí News. Các bạn nhớ bấm like, share, subscribe để nhận tin tức hay mỗi ngày nhé. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.